Hello mọi người, Jennifer đây. Hôm nay Jennifer muốn chia sẻ về cái hồ sơ tài chính cá nhân, gọi là Personal Financial Statement. Đây là hai cái form, ok, từ ngân hàng. Mà khi mà mọi người có một cái business và mọi người muốn đi vay tiền ngân hàng cho cái business đó thì mọi người sẽ bắt buộc phải điền vào cái hồ sơ này, ok? So, cái hồ sơ này rất là quan trọng, chỉ có hai cái tờ giấy này thôi nhưng mà nó rất là quan trọng. Bởi vì quan trọng đối với ngân hàng á, thì thực ra ngân hàng cũng như là một cái người đầu tư tài chính thôi, đầu tư tiền cho anh chị em để mà mọi người dùng cái số tiền đó đi làm lợi ra và trả trích lại một phần nào đó cho bên ngân hàng ha. Thì cái form này ai mà viết vô đây thì cũng rất là quan trọng đối với Jennifer cũng như là cái Khang Lending cũng như là bất kỳ ngân hàng nào anh chị đi vay tiền, ok. Cái cột bên tay phải này đó, nó gọi là assets. Assets là những cái gì thuộc về mình, anh chị sở hữu nó, ok. Và cái cột bên này là liabilities, là những cái món nợ nào anh chị đang có đối với ngân hàng và đối với những cái lender, ok. Nôm na Jen sẽ đi qua cái trang thứ hai. Cái trang thứ hai là cái cột đầu tiên là notes payable to banks and others, có nghĩa là bên này là ai là những người mà anh chị đang nợ, nợ tiền xe, nợ tiền credit card hay là bất kỳ nợ ai mà có report trên credit report thì mình phải ghi hết vào đây, số tiền nợ bao nhiêu original ha, rồi số tiền mình trả mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi tuần là như thế nào và bao nhiêu, còn lại bao nhiêu đó. Rồi xuống đây nữa thì là mình phải list ra tất cả những cái tài sản như nhà cửa rất quan trọng, property là những cái real estate, bất động sản mà mình đang own ha, mình đang sở hữu, căn 1, căn nhà 1, căn nhà 2, căn nhà 3 này kia mình phải list ra. Và đặc biệt cái người underwriter và những người lender, người ta phải focus cái này rất nhiều, ok. So Jen sẽ đi qua từng cái form nha. Cái phần đầu tiên là cái phần assets. Trong cái phần assets là cái phần tài sản gì thuộc về riêng của mình đó, rất là quan trọng. Cái cục đầu tiên nó gọi là cash on hand, ok. Thì họ sẽ hỏi là tiền mặt bạn có trong tầm tay của mình là bao nhiêu, bạn có, anh chị em có trong ngân hàng là bao nhiêu, trong tất cả các tài khoản là bao nhiêu. So nó rất là quan trọng, tiền mặt mình có bao nhiêu tiền, để khi mà họ nhìn the whole picture, có nghĩa là họ nhìn tất tần tật về mọi, về cái hồ sơ này, về hồ sơ tài chính cá nhân này, người ta biết rằng cái rủi ro đầu tư cho người này có lớn là lớn bao nhiêu và thấp là thấp bao nhiêu, như thế nào. Khi mà nhìn vào đây, những người tài chính đó, người ta sẽ đọc được và người ta sẽ biết rằng là cái sự thông minh trong cách quản lý tiền bạc và đầu tư của cái người đi vay như thế nào, thì từ đó họ sẽ biết là họ có nên cho vay hay là không nhá. Nếu mà ai, anh chị nào đã đi ngân hàng và điền cái form này và người ta chưa say no, từ chối anh chị, thì anh chị biết rằng mình, hồ sơ tài chính của mình, cách mình quản lý tiền bạc và đầu tư chưa có khôn ngoan, ok, chưa có được xác nhận bởi những người professional và những cái financial advisor. Thì mọi người sẽ phải lập ra một cái kế hoạch, một cái mục tiêu là sắp tới mình sẽ phấn đấu như thế nào. Thì Jen sẽ có nhiều cái lớp học cũng như là những cái video có thể giúp cho mọi người về cái hồ sơ tài chính cá nhân, Personal Financial Statement, phải rất là ok để sau này mình có thể đi vay hay là mình có thể, you know, mình build một cái asset, một cái nền tảng với những cái tài sản có giá trị trong khi mình còn làm việc được. Lúc mà mình làm không được nữa thì những cái asset này phải làm việc cho mình, nhớ mọi người nhé. So cash on hand mọi người phải liệt kê ha. Phần thứ hai là savings account, là mọi người có những cái tài khoản tiết kiệm ở đâu và bao nhiêu tiền, phải list ra hết, ok. Ví dụ như là cái next one nè, IRA and other retirement account. IRA là những cái account, những cái tài khoản mà mình dùng để hưu trí, nghỉ hưu, mình có bao nhiêu tiền trong đó, tất tần tật mình phải list ra hết nha mọi người. Rồi account hay note receivable là những cái tài khoản mà mình sẽ nhận được tiền vô trong tương lai gần,
Ok, thì mình nhận được bao nhiêu? Có thể là mình đang cho người ta mượn 100, 200 ngàn ai đó, hay là một công ty nào đó, hoặc là mình đầu tư và sắp tới họ sẽ trả cho mình bao nhiêu, ví dụ như thế. Mình phải list ra hết. Đây là những cái rất quan trọng, bởi vì những cái này là nơi tiền đang chứa ở đó, nên người ta hỏi rất kỹ. Ok, cái phần này nữa nè, mọi người thường không có biết, nhưng mà Jennifer thì nhuần nhuyễn cái này lắm. Ok, nó gọi là life insurance, cash surrender value only. Ok, trong hiện tại life insurance có nhiều cái product, có nhiều cái sản phẩm, mà những cái sản phẩm Jennifer được học đó là cái phần living life IUL đó, Index Universal Life đó, thì nó có cái bên cạnh những cái living benefit, bên cạnh những cái mà giống như đền tiền lúc mà bệnh hoạn, lúc về hưu, rồi accident hay là broke cancer này kia đó, thì nó cũng có một cái cột gọi là cash value, thì nó dùng tiền của mình deposit vào mỗi tháng, và họ dùng cái tiền đó đi đầu tư. Và đầu tư cái gì thì Jen sẽ có một cái lớp khác để mà chia sẻ với mọi người là cách những cái insurance companies, những cái công ty bảo hiểm tài chính như vậy, họ dùng tiền để làm gì. Và nhưng mà khi mà anh chị em nộp vào một đồng thì người ta đền tới cho mình 10 đồng. Ok, nhưng như cái policy của Jennifer là 1 triệu ha, thì Jennifer tổng cộng trong 10 năm Jennifer đóng khoảng 97 ngàn thôi, nhưng mà người ta đền mình tới 1 triệu lận. Cái tiền chính, cái tiền đó ở đâu ra để người ta đền giống như vậy, thì mình sẽ có một cái video khác để mình có thể hiểu thêm cái thị trường về bảo hiểm và những công ty tài chính dùng tiền đi đầu tư cái gì mà đền cho mình tới 9 phần còn lại. So rất là quan trọng nè, mọi người nên mua life insurance mà có những cái cash surrender value, cái cột đó người ta dùng tiền của mình đi đầu tư. Và nếu mà anh chị em mua một thời gian dài, 15 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm, thì gọi lên công ty nói là ồ, cái cash surrender của tôi bao nhiêu, có nghĩa là tôi có thể ồ, cái số tiền mà giống như là tiền tiết kiệm vậy đó, là của tôi hiện tại là bao nhiêu, và tôi sẽ rút ra được cái quyền đó, rút ra là được bao nhiêu tiền. Thì mọi người nhớ ngay chỗ đó nha. Cái trong cái những cái policy của life insurance cũng có tiền tiết kiệm của mình ở trong đó được. So nhớ cái cột này, đó là dành cho những ai mà mấy chục năm trước đã mua tiền tiết kiệm rồi, trong cái những cái life insurance này rồi, thì họ có sẽ có tiền. Nên mọi người, nếu mà mọi người không biết cái thông tin này thì phải gọi agent hay là những cái công ty bảo hiểm của mình đó, mọi người check thử là mình có bao nhiêu tiền ở trong này nha. Rồi bên cạnh nó cũng có stock nè, bond nè, là những cái thị trường chứng khoán mình có bao nhiêu, you know, đang số vốn của mình đang có đầu tư là bao nhiêu. Nó có rất nhiều thứ ở trong này. Rồi có real estate nữa, là bất động sản, mình tổng cộng cái bất động sản của mình thuộc về mình là bao nhiêu tiền. Ok, bên cạnh đó là xe cộ này kia thì Jen không nói, với những cái assets khác và những cái personal property khác, những cái tài sản khác là cái gì. Đây, cái cột assets là nó có chừng này thôi, mà nó hỏi rất là kỹ là tiền. Đây là những thứ mà có tiền ở trong này, nên nó sẽ hỏi rất kỹ. Còn cái liabilities là những cái món nợ của mình. Ồ, nợ xe, nợ nhà, nợ real estate, nợ bất động sản, hay là nợ nào của ai chưa trả, hay tất cả là bao nhiêu. Mình sẽ, họ sẽ đưa một cái bài toán ha, cho họ những con số. Mình sẽ cho họ những con số như một cái bài toán vậy, và người ta phải làm cái tính toán là người này thu vào bao nhiêu và chi ra bao nhiêu và số còn lại bao nhiêu. Và cái số còn lại đó chứng thực trên giấy tờ, người ta sẽ được qualify mượn bao nhiêu tiền, để rồi monthly payment là cái sự thanh toán trả góp mỗi tháng đó, nó có đối chiếu cân bằng được không. Ok, so rất là quan trọng nha mọi người. Trang đầu tiên. Cái trang thứ hai thì ngay chỗ phần này á, là mình nợ bao nhiêu và nợ ở đâu, nợ ai bao nhiêu tiền, thì nó có hết trong này rồi, mình sẽ liệt kê ra hết. Nhưng cái phần thứ cuối cùng này nè là rất là quan trọng, là người ta biết, muốn biết là mình đang sở hữu bao nhiêu bất động sản. Nhà mình ở là mình phải sở hữu rồi thì Jen không nói, nhưng mà bên cạnh đó, nếu mà là một người đầu tư khôn ngoan, thì bên cạnh property B and C and D, you know, sẽ rất là nhiều người đó sẽ có rất là nhiều những cái bất động sản khác nữa. Nên mọi người có bao nhiêu list hết ra bao nấy, thì người ta nói wow, người này so smart, người này quá thông minh, người này bên cạnh cái việc làm ăn, giữ tiền mặt ở trong túi, rồi trong tài khoản ngân hàng, bên cạnh đó người này có nhiều tiền ở trong những cái account hưu trí, tài khoản hưu trí, người này có nhiều tiền ở trong những cái số tài khoản đầu tư, wow, I like it. Thì
đó là lý do tại sao mà đôi lúc mọi người phải nhớ rằng là chủ ngân hàng hay là ngân hàng nó đều làm việc như một nhà đầu tư thực thụ. Ok, họ là con người, và khi mà họ tại sao mà phải thắt chặt về, gọi là chặt chẽ quá về điểm credit nè, rồi chặt chẽ quá về cái income tax nè. Nhưng những cái đó nó chỉ là một cái nguyên tắc và những cái đó nó chỉ là lý thuyết thôi. Nhưng mà khi mà họ nhìn thực sự, họ nhìn vào cái personal financial statement này, và khi mà anh chị em list tất cả những cái tài sản của mình, thì họ đã biết rằng là tôi thiên vị về người này, và người ta có thể làm một cái exception, có nghĩa là ngoại lệ. Ok, nếu điểm credit là 700 nhưng mà anh chị 680 mà họ nhìn vào cái này, wow, người này quá thông minh, thì người ta vẫn say yes được. So đó là một trong những cái gọi là bí quyết hả? Phải nói là bí quyết, phải không? Để mà mình có thể khiến cho cái người đầu tư tiền cho mình, người ta gục đầu. Tôi thích người này và tôi biết người này rất là khôn ngoan, rất là smart, rất là thông minh, và người này nhìn xa trông rộng, và người ta biết cách quản lý tài chính, người ta biết cách đầu tư tiền để đâu, nơi nào nó sinh sản thì người ta biết cách. Sau đó sơ sơ thôi, Jennifer muốn chia sẻ với mọi người như thế. Rất là quan trọng cái hồ sơ tài chính này khi mà mình đi vay tiền, đặc biệt là những chủ tiệm nail nè, đi vay tiền cho business nè, đi vay tiền để làm ăn, phát triển hơn nữa cái cơ sở kinh doanh của mình, làm xây dựng hotel hay là mở resort hay là xây bệnh viện hay là nhiều cái trang giáo dục khác nữa, nên rất nhiều business mình cần phải đầu tư, chứ không chỉ là riêng tiệm nail thôi nha mọi người. So nó áp dụng cho tất cả những cái dạng business loan trên nước Mỹ, và cái form này là tất cả những cái hệ thống ngân hàng tại Mỹ đều dùng hết, nên mọi người tham khảo qua nha. Good luck.